lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Và vòng 2 này có tên gọi là Phán đoán tài tình. Phán đoán tài tình có nghĩa là chúng ta sẽ gặp gỡ từng bạn nam ra đây biểu diễn một tiết mục gợi ý. Trong tiết mục này, hai khách mời chú ý là phải để ý từng ly từng tí. Ví dụ như âm nhạc nè, hay là nội dung nè, hay là cái cách bạn ấy muốn nhắn gửi đến mình, để đoán xem là cái nghề bạn này đang làm gì. Ví dụ như có một chồng áo quần ấy, biết có ý gì. Nếu như mình vẫn chưa đoán được thì vẫn không sao, chúng tôi vẫn còn 3 từ khóa sẽ hiện lần lượt lên trên màn hình này. Nếu như khách mời nào đưa ra cho mình đáp án chính xác sẽ nhận về 5 điểm, còn sai thì sẽ chịu hình phạt của chương trình. Thấy sợ không? Thấy sợ không? Phạt gì? À, lát biết dễ thương lắm, phạt dễ thương. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với phần trình diễn gợi ý nghề nghiệp đầu tiên của bạn trai có biệt danh là Ti. Xin mời. Thể giới thiệu tên và tuổi của mình thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đặng Thiên Anh ạ. Mình năm nay 28 tuổi. Sao rồi, hai khách mời của tôi. Em hơi lưỡng lự, em nghĩ là Thiên Anh, một là chủ shop thời trang, hai là nhà thiết kế quần áo. Thì thực ra hai cái đó nó cũng liên quan, vừa thiết kế vừa bán luôn thì cũng là hợp lý. Nhưng mà mình chỉ được chọn một thôi đúng không ta? Đúng rồi. Em nghĩ là bạn Thiên Anh sẽ bán shop quần áo mà bạn đó thiết kế. Làm nghề thiết kế thời trang, ra đứng trước mannequin cũng có khi, biết đâu được. Cũng có khi bạn là người bán mannequin. Đúng không? Cái chuyện gì mà không thể, tại vì tất cả những cái thứ trên này đều là gợi ý nghề nghiệp cho bạn mà. Đúng rồi. Cái đầu tiên thấy là bạn ấy có tố chất nghệ sĩ rất là nhiều. Như vậy thì không chỉ như là Tường Vi có nói, không chỉ là bạn ấy bán shop quần áo mà có thể bạn phải là nhà thiết kế, bạn phải có sáng tạo. Và chắc chắn bạn là một người đam mê nghệ thuật, đam mê âm nhạc. Cái gây chú ý nằm ngay cái chỗ này, đúng không? Là bạn ấy chui qua cái đây. Đúng rồi. Biết đâu bạn ấy bán đồ inox thì sao? Em rất là phân vân, không biết cái thông điệp nó là gì. Nhưng mà em vẫn nghiêng về cái quyết định là bạn là một nhà thiết kế. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từ khóa đầu tiên. Xin mời từ khóa. Một từ khóa rất là quê vốn. Đâu có đâu. Cái này là hướng hẳn hai vị khách mời mình vô đúng cái trọng tâm, đó là thiết kế. Thật ra với bạn Ti này, hiện tại là mình nhìn là mình biết thiết kế quần áo rồi đó. Nhưng mà đúng là bây giờ giữa thiết kế đồ nam hay đồ nữ như thôi. Chắc chắn là bạn ấy biết thiết kế cả hai, chắc chắn là cả hai luôn. Nhưng không biết chuyên cái nào. Đúng rồi, em nghĩ là sẽ thiên về đồ nữ nhiều hơn. Chương trình đâu có đơn giản như vậy. Bây giờ mình tới luôn với từ khóa thứ hai đi hả. Xin mời. Gu thẩm mỹ. Wow. Không, cái chương trình này cũng kỳ ha. Có những cái tập á là đưa ra những cái từ mà thiệt tôi nói đầu tôi nó bế luôn, không hiểu gì. Cái này nó rõ ràng như vậy là sao? Em nghĩ do tụi em ăn ở đó, ăn ở tốt cho nên hôm nay là được những cái câu trả lời rất là rõ ràng. Tốt nhất là bây giờ mình đến luôn từ khóa thứ ba đi đó. Rồi, xin mời từ khóa cuối cùng. Tính toán. Rồi đó. Thấy chưa? Đó. À, càng rõ hơn nữa.
Rõ điều gì em? Tại vì phải tính toán rồi may đo rồi từng cái số đo. Đúng rồi, số đo người khác nhau. Chắc chắn là nhà thiết kế luôn. Ba từ khóa đã xuất hiện. Xin mời hai khách mời hãy đưa ra đáp án của mình. Em vẫn xin chốt bạn là nhà thiết kế thời trang. Vì cũng vậy. Chốt. Không biết bạn nam của chúng ta ngày hôm nay có phải là nhà thiết kế thời trang hay không? Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Thế Vinh. 3. Rất là rõ ràng, nếu mà bạn là thiết kế và có gu thẩm mỹ và có bộ quần áo ở đây thì không có lý gì bạn lại là một người bán đồ sắt hết. Em vẫn xin chốt bạn là nhà thiết kế thời trang. 2. Càng rõ hơn nữa. Rõ điều gì em? Tại vì phải tính toán rồi may đo rồi từng cái số đo. Đúng rồi, số đo người khác nhau. Chắc chắn là nhà thiết kế luôn. 1. Wow. Chính xác. Ừ. Anh thấy hình như Thiên Anh lựa chọn từ khóa. Một là bạn rất quý một trong hai người này, hai là bạn coi thường chúng tôi và hai người này. Bạn đưa ra từ khóa coi như là dễ dàng. Ngay cái từ đầu tiên là vô rồi. Nhắc đến tên Thiên Anh em nhắc, em nghĩ ngay đến cháu em. Tại vì cháu em tên Thiên Anh. Bây giờ nhìn lại mới thấy là mặt em rất là giống bé cháu của chị luôn á. Trời ơi, nhận ta có họ hàng liền vậy trời. Muốn mượn đồ người ta hay gì? Đó. Ý là cháu chị cũng đẹp trai giống em ạ. Đúng rồi em. Rồi bạn chỉ làm chuyên về thiết kế hay là còn làm thêm gì khác không? Thực ra thì ở cái tiết mục lúc nãy ở đây thì có một cái xào đồ mà em bước qua thì nó cũng có ý nghĩa là em đến với thời trang cũng như là một cái duyên và cũng như là một cái sự bất ngờ. Tại vì thực ra thì em đi du học về, nhưng mà em du học chuyên ngành thạc sĩ quản trị du lịch, không có liên quan gì đến thời trang cả. Nhưng mà không biết thì sao, thì chắc là vì đam mê thời trang, vì là mình cũng là thích những cái gu và những thích người đẹp, nên là mình đã chọn mở một cái thương hiệu thời trang riêng cho chính bản thân em thiết kế. Nhưng mà mình là thiên về đồ nam hay đồ nữ vậy Thiên Anh? Dạ em thiết kế đồ nam thôi ạ. Bên em thì thường thiết kế những trang phục như là áo vest nam hay là áo sơ mi basic hoặc là những quần tây. Nhưng mà bên em thì về sơ mi và quần tây thì không phải là những mẫu dáng đơn điệu như là thường ngày, mà mình sẽ có những cái điểm chấm phá rất là khác lạ, làm cho người mặc cảm thấy là nó là những trang phục đơn giản nhưng mà mình có thể nổi bật lại ở những cái nơi như công sở hoặc là những nơi cái sự kiện, dù là những trang phục đấy rất là đơn giản. Xin được cảm ơn bạn Thiên Anh rất nhiều. Chút xíu rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Cảm ơn anh chị ạ. Và sau đây là phần trình diễn của bạn trai cái nickname hết sức dễ thương, đó là Thỏ Thanh Phân. Bạn ơi, bạn thỏ mèo ơi, bạn giới thiệu tên tuổi của bạn cho mọi người đây biết đi. Mình tên là Minh Phong, hiện mình được 32 tuổi rồi. Thật ra lúc đầu em nghĩ là bạn này có thể là vũ công, có thể thôi, nhưng mà sau đó thì em hơi rút lại. Tại sao? Tại vì thật ra cái nét nhảy của bạn đó, nếu mà là vũ công thì em nghĩ là hơi vụng một chút xíu, hoặc là bạn đã cố tình để cho mình không nhận ra như vậy. Hai là em nghĩ bạn ấy là một người chuyên biểu diễn, mặc những cái đồ, những con rối á, mà biểu diễn ở những buổi tiệc sinh nhật nè, buổi tiệc liên hoan rồi này kia. Nói chung là như anh Vinh nói lúc nãy là phải để ý tất cả những cái chi tiết. Thì em thấy là bạn ấy đeo kính Nobita này, mặc đồ Doraemon này, có phải là đang muốn nói với mình là bạn ấy vẽ truyện tranh à? Hay là bạn ấy thích đọc truyện tranh, hay là bạn ấy bán truyện tranh? Bán truyện tranh, đúng rồi. Nếu không thì
bán mắt kính. Ờ, cái này hay đấy. Cuối cùng là tại vì móc cái mắt kính ra đồng túi đúng không? Đúng rồi, có khi nào bạn đi bán mắt kính á. Em đoán được từ đó, chờ ba từ của chúng ta rồi em đoán tiếp. Không phải chờ đợi nữa, xin mời hãy đến với từ khóa đầu tiên. Xin mời. Ngôi sao may mắn. Đây là tên của vòng 3 chương trình Ngôi sao may mắn luôn. Không hiểu tại sao bạn lại chọn ngôi sao may mắn. Tại vì nhờ cái từ này và nhờ bộ phim này thì mình mới có công việc hôm nay, công việc hiện tại bây giờ. Chà, nghe có vẻ thú vị đó. Ủa, ngôi sao may mắn là phim gì ta? Ê, để tôi chạy trong đầu cái bộ phim Ngôi sao may mắn là bộ phim gì ta nghe quen lắm à. Phim Ngôi sao may mắn là phim của Nhật đúng không ta? À, phim về nói về một cô gái câm có người yêu của mình bị bệnh thực vật và khi mà nói chuyện với lại người yêu của mình thì chỉ dùng ngôn ngữ là tay. Rồi thôi, chị đã đủ rồi, hiểu đi. Em thấy bây giờ bạn giống mấy người mà hay đi công tác thiện nguyện ở trong các bệnh viện á. Cho em xin từ thứ hai đi. Rồi. Trời, sao xin hoài vậy Trang? Cho em xin một từ nữa thôi. Chứ mời từ khóa thứ hai. Tùy cơ ứng biến. Một công việc đòi hỏi sự tùy cơ ứng biến. Khi mà có cái từ thứ hai này thì em lại nghiêng về cái lập luận ban đầu tiên của em nhiều hơn. Đó là anh chàng này là chuyên mặc những cái đồ hoạt hình này kia để trình diễn trong những buổi tiệc, buổi liên hoan. Cũng có lý. Em cũng nghĩ rằng là cái công việc mà phù hợp nhất cho tới bây giờ với bạn là một người mà nhảy để hoạt náo chương trình thứ đó. Hoạt náo viên. Hoạt náo viên. Đúng rồi, đúng rồi. Em kiếm được cái từ đó rồi, gọi là hoạt náo viên. Là em chốt luôn phải không? Cho em thêm từ nữa em cho. Em thì cho thôi, bình thường. Xin mời từ khóa cuối cùng. Diễn giải. Như vậy là Tường Vi có vẻ bị lung lay với... Có nghĩa là ra cái từ khóa này em càng khẳng định cái lập luận của em hơn nữa. Tại vì thường á, những bạn đấy thứ nhất là vừa biểu diễn nha, vừa thứ hai là vừa có thể kể chuyện nè, vừa có thể nhiều thứ mà. Rồi bây giờ ba từ khóa của chúng tôi cũng đã xuất hiện. Xin mời hai khách mời hãy đưa ra đáp án. Em chốt bạn ý là hoạt náo viên. Hoạt náo viên. Em ráp từ lại thì em cho bạn này giống như là người biểu diễn ở các buổi tiệc liên hoan. Biểu diễn nhưng mà cụ thể là biểu diễn cái gì? Các bạn này là đa tài lắm nha. Bạn có thể biểu diễn rất là nhiều thứ. Và đôi khi là có cả ảo thuật nữa kìa. Nghệ sĩ tập kỹ tại các buổi tiệc. Cũng có thể. Chốt nha. Dạ. Vào vị trí để thể hiện. Nữa. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Trương Tiên Vinh. Xin mời anh Vinh. 3. Cái công việc mà phù hợp nhất cho tới bây giờ với bạn là một người mà nhảy để hoạt náo chương trình thứ đó. Em chốt bạn ý là hoạt náo viên. 2. Ra cái từ khóa này em càng khẳng định cái lập luận của em hơn nữa. Tại vì thường á, những bạn đấy thứ nhất là vừa biểu diễn nha, rồi thứ hai là vừa có thể kể chuyện nè, người biểu diễn ở các buổi tiệc liên hoan. 1. Đúng như vậy. Rất tiếc. Hai bạn đã sai rồi. Và để biết coi bạn trai này làm nghề nghiệp gì thì xin mời bạn, bạn hãy nói đi, bạn làm nghề gì? Mình là thông dịch viên tiếng Nhật. Trời ơi. Để giải thích cho cái nghề của hiện tại thì Ngôi sao may mắn như Tường Vi nói hồi nãy là một bộ phim của Nhật. Thì khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì mình nghĩ là mình phải lựa chọn một cái ngành nghề nào đó cho tương lai của mình. Thì mình mới nhớ lại tuổi thơ của mình là bộ phim Ngôi sao may mắn. Chính nhờ bộ phim Ngôi sao may mắn mình mới có công việc ngày hôm nay. Bạn ơi, bạn là thông dịch viên tiếng Nhật thì bạn có thể chỉ cho Dạ cũng như tất cả mọi người ở đây biết một câu chào của Nhật thì mình nói như thế nào không? Mình bắt đầu đi từ sơ cấp. Câu chào là nó có 3 kiểu chào. Chào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì buổi sáng là Ohayo gozaimasu. Cái gì? Ohayo gozaimasu. Chào buổi trưa là konnichiwa. Konnichiwa. Còn buổi tối là konbanwa. 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 Tiếng Nhật rất là khó học luôn. Thật sự là một trong những tiếng khó học nhất trên thế giới á. Không biết là cái khả năng của bạn có cái phần trình diễn nào không? Để chúng tôi được thưởng thức không? Và đến với chương trình này, ngoài cái thông dịch viên ra, mình còn có một cái sở thích đó là viết nhạc. Và mình thường viết những bài hát gọi là hot trends hiện tại bây giờ để chuyển sang tiếng Nhật. Thì hôm nay xin được trình bày ca khúc Chạm đáy nỗi đau mà mình viết theo phiên bản tiếng Nhật. いつ
mo kimi no sa banu iru boku na no ni mada kodomo mitai ni yu toshite wakaretai to yutteta kimi nani wo shitai darou watashi no kawari anata wo mamotte kureru hito ga iru no shinpai shite ita no dakara kimi ga wakaretai to yutta hi ni wa iku na to tsutaeta katta keredomo tsutae kirenai boku wa kudaranai otoko da yo ne nigitte ita te no nukumori mo kanjinai modorenai ano toki ni futari ga deatta koro ni sakura da ga kira kira mai ochita hi. Mình đổi nghề làm ca sĩ luôn ơi, thấy được á, hợp á. À, nhà chị dạ lăn xê được không ạ? À, tôi chỉ lăn xả thôi chứ tôi không lăn xê được. Xin được cảm ơn phần biểu diễn rất là hay, rất là tuyệt vời của bạn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Và sau đây là phần trình diễn gợi ý nghề nghiệp của bạn trai có biệt danh là Bụng Bự. Xin mời. Làm như sau khi phần trình diễn em cảm thấy người em nó rừng rực, nó hừng hực. Bụng Bự tên gì Bụng Bự ơi? Em là Trần Gia Bắc. Trần Gia Bắc, chừng nào vào Nam bạn? Vào Nam Gia Bắc. Em vào miền Nam từ nhỏ thì đặt tên đấy để em nhớ em ở miền Bắc. À, mình nhớ là mình từ ngoài Bắc ra. Xin mời hai vị khách mời của chúng tôi hãy đoán xem Trần Gia Bắc đang làm nghề gì. Em thấy là lúc mà bạn nhảy xuống sàn một cái xong rồi bạn chống đẩy được luôn á. Chống đẩy thì được. Thì nghĩ rằng là bạn có thể là PT giống như là huấn luyện viên thể hình. Huấn luyện viên thể hình á. Rồi sau đấy thì bạn đưa cái lược đến bạn vuốt tóc thì lại nghĩ là hay là bạn làm nghề gì liên quan tới tóc. Rồi bạn lại đưa cái lược bạn lên bạn hát. Hồi nãy có cái khăn tắm nữa. Em đang thiên về bạn ấy là huấn luyện viên thể hình. Cái khăn là giống như tập đổ mồ hôi xong rồi đi tắm vô đứng vừa tắm vừa hát. Rồi bây giờ hãy đến ngay với từ khóa đầu tiên nha. Xin mời từ khóa đầu tiên. Da diết. Sao cười như vậy trời? Sao lại dùng cái từ da diết ta? Nếu mà huấn luyện viên thể hình thì đâu có gì gọi là da diết ở đây đâu đúng không? Hay là tập một cách da diết, tức là tập mà ngày này qua tháng trời khác rồi đó. Tức là gọi là tập mạnh mẽ hay là tập gì kiên chứ sao tập bền bỉ chứ ai tập kiên trì bền bỉ á. Làm cái nghề gì mà da diết ta? Không hiểu luôn á. Thôi chơi từ thứ hai đi. Rồi hợp đến với từ khóa thứ hai. Xin mời từ khóa thứ hai. Trời ơi. Ôi trời ơi. Tôi cảm thấy rất thú vị với chàng trai này. Ai mời cái ông này tới đây hả? Ông mê hoặc cái gì ở đây? Một cái nghề nghiệp mà khiến người ta da diết và mê hoặc. Tôi cảm thấy rất là thích thú. Buông ra.
Anh Đạt thông cảm nha anh Đạt. Từ thứ ba đi. Tất cả các cô gái đây hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ đến với từ khóa cuối cùng. Xin mời từ khóa cuối cùng. Nội lực. Một cái công việc cần sự nội lực. Ôi giời. Ôi giời, ôi giời. Sao này? Em thì em nghiêng về cái hướng là có thể bạn là nhân viên massage bấm huyệt mà kiểu trị liệu vậy đó. À biết rồi. Cầm mấy cây gõ, cốc 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 cốc. Đúng không? Cầm mấy cái bình giác hơi đúng không? Chấm bóp giác hơi đi. Đó giác hơi nó ra giết vậy đó, nó phù hợp với cái từ ở đây. Nội lực là khi mà mình massage ấy, mình phải giống như là mình phải dùng nội lực mình ấn cái huyệt đấy thì khách hàng mới cảm thấy mê hoặc. Có lý mà. Thật ra nãy lúc cũng có một cái giây phút mà em còn nghĩ là bạn đó là ca sĩ dòng nhạc bolero. À đúng thì rồi đó. Nếu mà dòng nhạc thì vô ba từ này cũng đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Cái chữ da viết đúng với bolero luôn. Thôi, em nói bạn đó là ca sĩ. Trang Pháp đưa ra đáp án là nhân viên massage bấm huyệt. Còn Tường Vi thì là ca sĩ. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của Thương Thương Vinh. 3. Em thì em nghiêng về cái hướng là có thể bạn là nhân viên massage bấm huyệt. Nội lực là khi mà mình massage ấy, mình phải giống như là mình phải dùng nội lực mình ấn cái huyệt đấy thì khách hàng mới cảm thấy mê hoặc. Hai. Thật ra nãy lúc cũng có một cái giây phút mà em còn nghĩ là bạn đó là ca sĩ dòng nhạc bolero. Cái chữ da viết đúng với bolero luôn. Thôi, em nói bạn đó là ca sĩ. Một. Dạ, bạn làm ca sĩ là chuyên nghiệp luôn hay như thế nào? Dạ không, em vừa mới theo ạ. Có phải là ngày trước mình làm huấn luyện viên thể hình không? Không. Nhưng mà là người thích tập thể hình đúng không? Đúng thế. Ồ. Nhưng mà hiện tại thì dòng nhạc của bạn theo đuổi là dòng nhạc nào? Em hát nhạc trẻ. Nhạc trẻ thôi hả? Nhẹ nhàng. Vậy là ca sĩ. Bạn có vẻ như rất tự tin khi mà bạn đưa ra hai từ khóa đầu tiên. Đó là da diết và mê hoặc. Mê hoặc. Có nghĩa là bạn đã chinh phục được rất nhiều người. Đúng không? Vâng, đúng thế. Rất là nóng lòng nghe bạn này trình bày nha. Kính thưa quý vị, sau đây là một tiết mục đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Đó là ca khúc rất ngọt ngào, mê hoặc, da diết đầy nội lực của bạn vào Nam ra mắt. Xin mời. Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ. Còn lại đây bao cô đơn, xót xa. Còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm với nỗi buồn. Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm, mùa thu không có lá rơi. Bạn tình ca như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương trời. Chỉ còn mình ta như chơi vơi, nhớ những kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương trời. Chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao xót xa. Nói đi em người ơi, dù đã xa nhau thật rồi. Dù cho em không yêu tôi, cho con tim tôi nát tan. Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại. Và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương trời. Chỉ còn mình ta như chơi vơi, nhớ những kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá. Người
nhớ trong tình ta với bao tháng ngày. Hỡi em cho ta đơn đau xót xa trong cuộc đời này. Chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta rằng bản tình ca nghe ôi sao xót xa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và sau vòng thi thứ hai này thì điểm số hiện tại của hai bạn, Trang Pháp bạn đang sở hữu 20 điểm, còn Tường Vy 25 điểm. Chúc mừng. Wow.